Những năm gần đây, nông sản hữu cơ được biết tới là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và an toàn cho sức khỏe. Thế nhưng hiện mặt hàng này lại đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong việc nhân rộng diện tích trồng và ổn định giá thành. Dịp cận Tết thì bà con nông dân dù tất bật chăm sóc thu hoạch nhưng do dịch Covid-19 khiến cho việc tiêu thụ khó khăn hơn rất nhiều. Đây là hợp tác xã rau an toàn An Tâm Mộc Châu, bản Thái, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với diện tích hơn 5.000 m2, hợp tác xã này đang trồng nhiều loại rau truyền thống theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ước tính mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp ra thị trường hàng tạ rau giá trung bình từ 25 đến 35.000 đồng một kg. Tuy nhiên, hợp tác xã lại gặp không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân cũng như đảm bảo giá thành cho sản phẩm trong cái dịp Tết nguyên đán sắp tới này thì cái um, sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi thì cũng rất là dồi dào ví dụ như cà chua bây giờ hiện tại là đang ở trong vườn cà chua này thì cái lượng mà cà chua chúng tôi đang mong muốn là cũng tiêu uh, thụ cho bà con được nhiều hơn bây giờ thì tương đối là nó cũng đang còn đang là lượng nó đang là nhiều Hiện bây giờ mình làm rau an toàn thật nhưng mà để mà nói thì bán cũng chưa được giá mấy vì thực ra đầu ra nó chưa có nhiều. Để giúp bà con giảm nỗi lo tìm đầu ra cho nông sản nói chung và nông sản hữu cơ nói riêng, trong dịp cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng các ngành chức năng đã xây dựng phương án tiêu thụ hàng hóa cho từng vùng để vừa cung cấp nguồn hàng cho người dân vừa bảo đảm an toàn phòng dịch. Chúng tôi cũng đã tổ chức làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đảm bảo tất cả những cái nhu cầu về cái các cái sản phẩm nông nghiệp nông sản thực phẩm để phục vụ cho cái dịp tết và cái này thì cũng đã có được những cái kế hoạch và những cái biện pháp cụ thể uh, cho từng khu vực và theo các kỳ bản hiện cả nước có hàng chục đơn vị đã đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ song trước diễn biến bất thường của dịch covid 19 nhiều mặt hàng rau màu hoa quả của bà con nông dân vẫn bị dồn ứ khó tiêu thụ do vậy các ngành chức năng cần đẩy mạnh kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông sản từ các sàn thương mại điện tử các chuỗi siêu thị giúp bà con nông dân có nguồn thu để vui xuân đón tết